Tự tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của thân giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Tự tướng của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Vì sao? Thiện hiện vì thân giới, xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, và bản tánh chân như tự tánh tự tướng của chúng hoặc động hoặc trụ chẳng thể nắm bắt được. Lại nữa, thiện hiện ý giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của ý giới không đến không đi cũng lại chẳng trụ. Bản tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, không đến không đi cũng lại chẳng trụ.